Okay, lần kêu bây giờ mình đón tiếp, nè, và ngày nay dương đừng sát sa mirin tipi, potential oxidore độc cảm, nè, và potential oxidore độc cảm, nè, và mình đây dương sát sa ông pi biết thập potential cứ biết phun từ nắng đầm lấy á, nè, và đầm lấy rồi bao gì dương anh vậy thà đầm lấy rồi bao chờ ron bao phía, nè, và cầm lăng potential bao nhiêu, bao nhiêu watt, bao nhiêu volt vậy đó, và anh ấy dùng dây pin đầm lấy lấy bằng tục akisini bao nhiêu đó, và chấm nói đến mũi dương đừng sắc sao pin protocam oxidore độc cam không thô pel, và chẳng tiếc tao dùng protocam oxidore độc cam nữa, dương ban sắc sao mà đo ngoài hai nữa, và chỉ protocam mũi đá miên cá chập vô cái electron đừng cá bọt bong electron không pel đầm nào thế này, mình đi tham miên ông cái thiết mũi chỉ giống tốt miên là thiết kỳ mi mũi rồi còn một thiết kỳ mi mũi chia đây là có một thiết kỳ mi mũi tiết cư chia oxy được cò nát bà này không vụt thuốc bồng non này mì rin bò dương nát bà cao phê đẹp ôn ôn rin chọc này chúm nói mì rin nâng ôn 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 tù ban vị chia xăm bật tìa nát bà vị chia xăm bật tìa mì rin thà chúm này đăng đại dương ở bàn chạy cái bề dương rin mì rin nâng chọc á và chứng dương nâng ai chỉ rô bị protocam oxidore độc cam nông thmô bấl mùi chùm lùn và mình thấy thầy dương đăng thà là nông thmô bấl thiết ná rồi có bộ phê kì mi ná đai chia oxid có hay bộ phê kì mi ná mùi chia rê độc cỏ và hỏi vì bọc bong proton nhỏ mách nâng vì chạp dọc electron dạng mạch đó mà nên thì việc bỏ bong electron đổi mặt đất hay việc chập electron đổi mặt đất em mới tiếp dương đường score lòng pi một nghĩa bằng spin đồng bằng rồi có cái gì là spin ion rồi có spin electron trolin và ri ai bồng nâng sang một tia đó và bồng nâng sang một tia mình thì bồng nâng bao dương coi để coi bây để dương rin chọn mirin nữa nhé và chẳng coi bị dương rin chọn mirin nữa bồng nâng bao dương dương chạy sơ sơ mấy ca tăng protocam oxidore độc cam không thô mô pel mùi chân đồ này và hãy dựng ai bỏ slide tí mục nghe bỏ spin bỏ ban thằng kịch phương viên dạng mạch nó và kịch phương viên chanh bị xây và hãy spin bỏ lắng xây tư đại trực spin bỏ lắng mà chẳng dương đừng score lại tam được video vì sao đó hãy nâng cao video là thay mô bỏ lực ru từ lưu video lần đó và chẳng được sao dương rin tam online dương ảnh ai chụp nghiệp tôi hay dương gọi ai bị sao ở mưa ban này nè bà hay mình giải tiếp tiện tôn xong rồi thì sáu cô dương ở của bạn của caro nè bà của bạn của caro này nè bà ok mũi tiết dương thì dây dòng pi chạy ra sam bờ tia nè bà chạy ra sam bờ tia nó dương thì dây dòng pi chạy ra cái giá bot rico scam một kiếp là không chịu kiếp rồi nơi bao dương nè bà mini tha kiếp mình đốt cái giá bot bao dương nữa nè bỏ con tôn nó ao trong bị chặt nè là không ca pro tắt là ca bọc bóng sống tốt nên cá bọt cháu nơi một bớ lại bảo cá lên khảo và ở đây xa lý vì miền thiệt bồn cháu vì miền chết bồn cháu ở xong bây tại à, quý khô một bớ khối kia miền áo dưỡng bọt cháu về bản thế này và ở đây bọt cháu về bản thì cứ việc bị miền khó bọt bồn cháu mình tên và chúng buộc phải được thàn và ok rùm lực mê rinh chắc và lực rùm lực mê rinh tới tới cái áo dưỡng sẽ xây cú oxit được có nâng ra được có lấy lục hạ bàn pram ok còn bốn ai sẽ xây bàn ớt và sẽ xây cú oxit được có nâng ra được có lấy lục hạ ở bàn pram tập mà sẽ xây lực rung nhận mùi mà nên là sẽ xây ở môn của anh này tập lưng tích phần cứu sắp ở sân lưu sắp dây lưu tích bán ờ mà hai mà hai mà chọc là cứu được mì xe sân đấy bà prạc mà bố bà cu chú mùi nấm cái ghế cu chú mùi cái ghế ăn lưu chẳng prạc mình chẳng ấy bà nó cái hai tháng bà chia
cú oxy được co nâng rê được co nè bạn chắc à na chia rê được co na chia oxy được co à trả lời vào được rồi bạn đấy rê được co nâng prạm miên y dông bầu bì lơ nâng bà hát và rê được có cứ chia lô hạ rê ai oxy được có cứ chia y dòng bà chăm bán ấn ok tỏ mùi thịt mà nhưng ăn mùi ấy bà nẹp xe mà đó ăn lôi vì nhau bảy bố cu cho mùi nắng bà ở khôn ở nền na kế nền na cho tao mùi lực rú bồ ta cái bà ở khôn hay môn nắng nari ấy nè cho là tìm mùi comment tỏ ok ở khôn tỏ tỏ tít mà nơi pi tít mà đứng tít học pi lá tập tập ngó tập 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 tuồng đàn pi bố cú chữ mùi nấn tuồng tuồng đàn nên ai cái này sai ok ở cồn vichka hay đà ra tập 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 tít là pi tít nhá pi tít mà hiện nay sai mun vì nè mà show bị bố xong một chia sẻ nhé cái nào là crew share screen đấy là crew mở khơi bùi dương thì chẳng ai bạn nào su cho một bùi dương còn thấy là crew rất nó với off call con sơn mấy đây là sao là crew share screen chẳng mở khơi bùi dương thì bà học con vi tập tiếp nhập xe nơi mũi tiếp học còn sang xây bị bố chỉ mùi nắng lô hạt sáng sang xây mà prap cho mua móc pina kế bà lì đà đó học còn trang ok chẳng đi cứ chia cu oxy con nâng rê được con đây lô hạt từng pram đó và muối pí bấy bún pram đó bà dương trần nam thao oxy có việc chia giống ri ai rê được có việc cứ chia lô hạt bà rê được có việc miên tầm nố bọc bóng electron rí ai oxy được có vì miên tầm nối chập vô electron mình chẳng ấy và dương tinh đập bắn ra này và chẳng oxy được có cứ viên nơi kháng kháng chuyển sơn nhà và nên mình sơn nhà chạy cù nữa rí ai đây được có cứ nơi kháng kháng sẽ làm ok chẳng dương mới chậm lại thì ngọt nhé và đôi chặt nhé đó ắt khó hay chậm lại vào dưới là cù lục tránh đây sao cũng ao có bắn á bà sợ tới ở dòng lão ấy ở complete screen shot marine phong dừng chập đam cho đam đá anh cứ chơi chậm nói chậm lật cái nè bà ok to tiết ở dừng cho đo marine thay bao dưỡng làm sao marine thay potential oxy dore độc độc cảm nè bà tim mũi dương đừng sắc sao pi protocam oxy dore độc cam không thmo thmo pel nát bà không thmo pel hay là chấm nói thì mũi dương đừng sắc sao phí thmo pel sang cái xây tuần đầy mình là thmo pel được cao lang phí cô rồi bỏ sang cái xây nên cô rồi bỏ tuần đầy nhé bà rất cực kỳ hai tháng thmo pel đa nhè nát bà thmo pel đa nhè đó nên đây lưu đi thmo pel này chắc mình là thmo pel đa nhè đến kỳ phương phí lô hạ sang cái xây nâng lô hạ có tuần đầy chỉ cần xong một viên á bà ok chắc là tìm mối dân nâng bị bố rồi đi ông bị thamo bơ đa nhé lưng bà vì giọng mạch bà nì tưởng ảnh cứ chỉ thamo bơ bà đại dương bà trăm ngày á vì miền cục mẹ cục một bọc kỳ nữa bà ở tưởng ảnh nếp thuộc chú bọt thamo bơ lo nâng hãy đại bà vì ớt rồi ngày nâng đại đấy nè để ập phụ tôi chẳng ấy sao bố nó là không tele tu tele ấy nè bà anh ấy dương sao quan prao thế bộ thông này bà anh ấy cứ tele có sao bố đó nè bà
Ba hay nick cứ chia thmo pel na ba chia thmo pel đại kê thưa pi solution na ba solution របស់សង្កសីនិង solution របស់ទង់ដែងណាបាទហើយដោយប្រើបន្តដោយប្រើប្រាស់បន្ទះសង្កសីជាមួយនឹងបន្ទះទង់ទង់ដែងនេះគឺវល់ multimeter ណានេះខាងលើនគឺ multimeter គេប្រើវាសម្រាប់វាស់តង់ឆុងរបស់ថ្ម7ហ្នឹងណាបាទតង់ឆុងរបស់ថ្ម7តើវាមានតម្លៃប្រមាណវល់បាទអូខេយើងនឹងនិយាយអំពីពាក់កណ្ដាលថ្ម7ដានញ៉ើហ្នឹងណាបាទហើយនេះគឺជាសម័យកាលពាក់កណ្ដាលថ្ម7ណាបាទអញ្ចឹងចំពោះពាក់កណ្ដាលថ្ម7គឺវាកើតពាក់កណ្ដាលថ្ម7ទី1គឺវាកើតចេញពីគូរបស់សង្កសី2បូកជាមួយនឹងលោហៈសាំងសង្កសីអញ្ចឹងអាយ៉ងសង្កសី2បូកនេះវាបានចាប់យកអេឡិចត្រូនបង្កើតបានទៅជាលោហៈសាំងសង្កសីណាបាទអញ្ចឹងអាសង្កសីនេះវាគឺជាអុកស៊ីតកវារងនៅប្រតិកម្មរេដុកកម្មណាបាទបាទអញ្ចឹងកាលណាវារងនៅប្រតិកម្មរេដុកកម្មវាបង្កើតបានទៅជាលោហៈសង្កសីយើងច្រាស់មកវិញលោហៈសង្កសីនេះវារងនៅប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មណាបាទវាជារេដុកអញ្ចឹងវាបានបោះបង់អេឡិចត្រូននេះបោះបង់អេឡិចត្រូនហ្នឹងទៅឲ្យអ៊ីយ៉ុងសង្កសីពេលនោះបាទអ៊ីយ៉ុងសង្កសីចាប់អេឡិចត្រូនហ្នឹងណាបាទទៅវាផ្លាយទៅជាលោហៈហ្នឹងណាអាហ្នឹងច្រាស់មកវិញណាបាទមួយទៀតគឺយើងកើតចេញពីគូរបស់អ៊ីយ៉ុងតងដែងទីបូកជាមួយនឹងលោហៈតងដែងណាបាទនេះគឺជាសម័យកាលអុកស៊ីដូរេដកម្មនៃថ្ម7របស់គូតងដែងទីបូកជាមួយនឹងតងដែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអ៊ីយ៉ុងតងដែងទីបូកវារងនៅប្រតិកម្មរេដកម្មបាទវាបានចាប់យកអេឡិចត្រូនណាបាទរួចហើយវាคลายទៅជាតងដែងរីឯតងដែងវារងនៅប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មវាបានបោះបង់អេឡិចត្រូនទៅឲ្យតងដែងទី4ណាបាទនេះគឺជាសម័យកាលពាក់កណ្ដាលនៃថ្ម7ណាបាទថ្ម7ដានញ៉ាណាដែលផ្សំពីតងដែងបាទផ្សំពីសង្កសីហើយនឹងតងដែងណាបាទមួយទៀតតកតងនឹងស្ពានអំបិលដែលយើងនិយាយមិញថាស្ពានអំបិលស្អីទៅណាស្ពានអំបិលនេះណានេះគឺជាស្ពានអំបិលឃើញលោកគ្រូចង្អុលស្លាយនឹងអត់ឃើញទេនេះយើងនេះយើងឃើញអត់ឃើញបាទបាទឃើញណាបាទនេះអាហ្នឹងគេហៅថាស្ពានអំបិលណាវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង solution សង្កសីជាមួយនឹង solution តងដែងណាបាទសង្កសី sulfate អានេះគឺតងដែង sulfate អញ្ចឹងភ្ជាប់គ្នាដោយស្ពានអំបិលណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់នេះអឺនឹងអេឡិចត្រូនណាបាទឆ្លងកាត់ណាបាទអូខេស្ពានអំបិលឬក៏គេអាចហៅថាស្ពានអ៊ីយ៉ុងណាបាទឬក៏គេហៅឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាស្ពានអេឡិចត្រូលីតក៏បានណាអញ្ចឹងអាស្ពានអំបិលហ្នឹងគេភ្ញោកដោយភ្ញោកមានន័យថាម៉េចភ្ជោកវាណាមិនភ្ញោកគេភ្ជោកលោកគ្រូនិយាយខុសណាភ្ជោកដោយភ្ជោកមានន័យថាធ្វើឲ្យសើមធ្វើឲ្យជោកណាបាទជោកដោយចុងបាទសូលូសិនប៉ូតាស្យូមក្លូរូបាទណាអញ្ចឹងស្ពានអំបិលគឺគេធ្វើវាពីกระดาษណាបាទជាទូទៅគឺយើងអាចធ្វើវាពីกระดาษបានដែរសាមញ្ញណាបាទกระดาษសភៅយើងនឹងរួចហើយគេភ្ជោកវាដោយ solution potassium chloride ឬក៏ solution sodium chloride ឬក៏ solution ammonium nitrate ណាបាទ ammonium nitrate អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអា solution ទាំង3ហ្នឹងគឺគេយកវាធ្វើជាស្ពានអំបិលណាបាទជោគមានន័យថាមិនយកវាទៅចលក់ឲ្យវាសើមណាឲ្យវាសើមរួចហើយយើងដាក់វាផ្ដេកមកឲ្យវាប៉ះនឹងសូលូសិនទាំងសងខាងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាននីតិសម្រាប់បិទស៊ីឃ្វីអគិសនីនិងធានាមិនឲ្យសូលូសិននៃពាក់កណ្ដាលថ្ម7នៅលាយឡំគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេដាក់កែវជាមួយគ្នាវាអត់មានចរន្តអគិសនីកើតឡើងអញ្ចឹងគេដាក់កែវផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាដកអានឹងចេញដកអាស្ពានអំបិលនឹងចេញមានន័យថាអត់មានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ទេណាបាទអញ្ចឹងអាស្ពានអំបិលគឺវាជាសន្ទះខណ្ឌណាបាទសន្ទះខណ្ឌសម្រាប់បិទស៊ីឃ្វីអគ្គិសនីកុំឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បាទអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងអាគុយគឺមានអាក្តាស់សន្ទះគេមកថតវាមានអាគុយ
miền tây bị thọt chẳng hạn á bà chắc kì sần tiệt rồi à cả đà nẵng đấy bà ok to tiếp nằm nào cát mò pel đà nhè đấy bà chẳng đấy cứ chia ru ca bằng cao mò pel đà nhè đấy bà chẳng kì còn tại do solution tồn tại sulfat hay năng solution tồn sang cái say sulfat và rồi thấy cái đạn bằng tiệt sang cái say hay bằng tiệt tồn tại hay cho biết đôi spin bờ tới cứ vitamin cho nó là kisani vitamin cho nó là kisani nhưng ai cái sản kết khơi vitamin cho nó là kisani cho lòng cạn năng này đó và nhưng mà dừng khơi là không Facebook là không YouTube và cái đặt Krochma cái đại ấy đó và đặt Krochma châu đó hay cái tàu đôi đấy miền miền cho nó là kisani gì chẳng đó và cứ việc thưa là vip on năng đó và ok dừng và to tiếp dương nâng mơ video vì sao tiện tông tình nâng ca thư rưu gọi đồng nào ca thư mô đà nhờ nâng nâng bà chắc xong mơ tình ọc nè nâng ok lưu xong lấy nếch nè dương lưu xong lấy nhó lưu thế lưu 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 bằng speaker bình chạm sẽ đáp speaker tới determination of EMF of the cell. Okay, lưu ạ. Chồng, ọt lưu. Ở đây thì ọt lưu gọt ấy nè, cảm ơn khát phê là lời dương cửa tại mơ rụp hiệp đó nè. Mơ tầm nào ca nâng tới hay là kru nâng ở bây giờ bà đào chân tầng ná mà chẳng chạm hỏi là kru nâng bỏ vị tổ ta tam khao ở đây thì và chẳng là kru chạy tí đó ná và chẳng xong rẽ đại dương trời pháo miên đôi chía mà à xo xo nó cứ bằng tiết sang cái xây à phô riêng cả hôm nó cứ chía bằng tiết tổng đầy và nó cứ chía multimate anh ấy cứ tồn đại sulfat solution tồn đại sulfat anh ấy solution sang cái say sulfat anh ấy cứ chỉ spin làm bờ đấy và ok chẳng kỳ do mình tiếc bỏ tồn đại cái chun bây giờ chết hay bị lắc cái ion bây giờ từ tam dùng mũi nâng solution acid sulfuric nằm bay chùm rẽ cái ion bao viên đấy và rồi hãy kỳ do mình tiếc bao viên nữa bà kỳ giờ mình tiết là bò tuôn đáy nó chỉ lộ cho mùi nó solution tuôn đáy số sulfat chẳng cầm hấp bao viết cứ mùi âm đôi khi nè nè cái đạo mùi âm đôi khi nè bà chẳng tôi bị kia chỉ lộ với chỗ cứ tiếp tục viên chẳng tới rồi hai kỳ giờ mình tiết là bò tuôn đáy chỉ lộ chỗ solution tuôn đáy sulfat tuôn đáy nè ok anh có kia sầm át đây hay bởi kia mình sầm át về cho mùi nâng ạ cả đặc năng tế anh có đặc hát đó nè và cái ai sầm át về do viết tới chữ lụa khả nông sâu trong acid sulfuric rưu có acid chloritric các bạn này nè và hãy kì liêng tất tới các bạn này nè ở đây gì và nó spin bờ kia nè nè kì nhọc ạ cả đặc chỗ đó nè và chắc đây là kêu như vậy mình chẳng thà spin bắn cái ai thưa people để xông chloru rồi có sodium chloru rồi có ammonium nitrat có bạn đây nè và chẳng spin bắn này vì miền tu này tí thôi chia sẻ quỳ nè và chia quỳ cái sinh chuyện người ta cái sinh việc bật bảo cái nè và cũng ao chờ đón chờ lòng cạn nè và chẳng rui hái à kháng bố cứ kháng tuồng đáy à kháng đó cứ kháng sang cái xây nè và chẳng tuồng đáy miền pol bố sang đến pol đỏ hay dân ai su chung ngon thả ấy cho bình nhung cho à pol có hóm mà chạm nơi tuôn đáy hay giờ pol mà ở sông tôm mà chạm lơ sang sấy à không ai lấy giờ mà chạm lơ tuôn đáy bên nó à vol thì máy nó chứng on lên mạch bình và bên nó chứng vol thì máy cả na dựng đặt bình tục về tới nữa pol về tới cứ bị chân lấy đỏ màu nữa và chẳng bây giờ đặt về bình tục về tới cứ bị chân lấy thô mà đà lấy bộ màu thô mà đà nữa và ok chẳng dừng mơ sân tới mơ tầm nào càng sân đấy và
chẳng dừng chập tam một tháng được tuần miên ai prai pru để cái lại multimai này dừng mới lấy dừng chập từng pí và dừng khơi viên một cao mau đấy nè đấy và chẳng dừng dừng thao tầm lại viết cứ phải chỉ lấy mùi lại nắng đấy và bà mình chắc tầm lại lấy những cứ miền này thao viên miền cầm rập tham một pool là cái này cứ mùi vol một vol chiến đó mà một vol chiến chắc à solution trong tuần đại số phát cầm hạt mùi âm nâng chiều mùi nâng solution trong sang xây số phát cầm hạt mùi âm nâng vì ai bằng cao cho nó là cái xin ý và ai bằng cao cho nó là cái xin ý bán mùi mùi chất mùi chiến đó và ai thả bà hai chiều mùi lơm tình tụi nhé mà vol lơm tình tụi đó và chúng việc ai bằng cao ban chi chi cho nó là cái sinh lý và hai chi mà vô chiếm và cái cứ cái ai đặt sâu trong nắng paraman viết pi rồi ai tha pi rồi mà phải pram mì lý đấy và trong nông nước dừng cân tạp pi rồi phải pram mì lý đây và chẳng dừng mưa to thì tới và anh phải chiếm mùi mùi vô lắm và chẳng bà sân chỉ sang cái xây dựng ra cùng hạ mùi ấm và dựng mưa đòn lên mỏ và cái này ní cái trong và hàng dưỡng á tam thì chạy cao bị sao bỏ kê nữa thì tha bà sân chỉ dựng ra số lượng trong sang cái xây mà ấm cùng hạ mà ấm và hơi dựng ra số lượng trong tôn đai số phát cùng hạ mà ấm bên lúc viết bằng cao cho ron là cái xin ý bán mùi chất mùi vol mùi tiếp bởi dương pra solution bọc tôn đáy xong tốt sang xây số phát cầm hạp mà ấm hóa dương pra solution tôn đáy số phát cầm hạp xôn cho pram ấm mình đây thật thôi cả lá và mình đây thật trái nhà sang xây nên cả lá dương từ tôi bán cho nó là cái xin ý mùi chất xôn cao giờ mùi vô mùi bên tiệt và dương pra solution sang xây số phát đã miên cầm hạp mùi ấm hóa dương bật thôi tiệt cả lá tiệt cả lá nâng tiếp và nó bọc cầm hạp tôn đáy số phát vì nó dương nâng ban tham một bộ là cái sinh mùi chất xôn ha sập tì vô và dương mưa to tiên đó và dương anh mưa tam nâng tới và ok từ ngọt ice cream sort ở nâng dơ tục đó nè và anh ấy chỉ cao bị sao bỏ kế thì mình cao bị sao thái cứ bình chẳng đó và tôi tự vinh bà sân chỉ kê pra cầm hạp robot sang cái xây số phát số trong robot sang cái xây số phát để mình cầm hạp xôn cho pram ấm hay mà pra à cầm hạp bo số trong tuần đại số phát mùi ấm với kia đừng từ tôi bán cho đó là cái xin ý mùi chất rơi cùng bay vol và mùi chất rơi cùng bay vol mình đây thật trao ăn chiến chiến anh ấy bình và trao ăn chiến dân do số trong sang cái xây số phát mùi ấm hay là số trong tuần đại xôn trực tràm ẩm chẳng người khóc nha chẳng nát chẳng cả này cái đấu cư viên bạc nặng và viên bạc nặng và chẳng nên đây tha bởi dương mơ năng đi và cầm hạp rõ bò sang cái xây xôn phát căn tại tối nút cho rõ năng kỳ sinh ý cứ căn tại thùng và dương ban cho rõ năng kỳ sinh ý căn tại thùng tôi từ bình ba cầm hạp tuần đây số phát này số trong tuần đây số phát căn được tối nút cái ban cho nó là cái sinh ý tối đài đó mà tối đài mưa tam lần tới đó và ok chắc là video là bao là kêu miền bình đẳng hay là kêu miền video mới tiếp ok dừng chọc lần nữa mới tiếp này cứ chia video đây là kêu bà thầm mấy thầm mấy xua một lòng tin á ở đấy chăm hai là kru à tầm bố bị đau bị sao mạnh nhưng anh comment thế ở đấy chăm hai trăm đi thôi chăm hai trăm lực ru ao chia mirin chăm lực ru forward tới chia pdf ao nhé
ấy còn ở bà thôi cày nữa ok dừng to tiếp là cứ đo máu cho rin thế đó nè mình ta tập học nha mưa tập phần năng dẫn đó nè tại sao là cứ đo máu tập trung mà trong thì thấy lấy sải sải là cứ cho thạ thì đọc pi lấy tập học nha ai cho rin máu cùng phần bảy ba nó sải nhỉ là cứ thay mọi ở chọn lại một lần mình nắng đó mày đã học nha bà nẹp xe ba nó nàng à lấy từ xa lấy đo máu kêu tập trung trong ICT dưới đây và tập trung lâu hơn chẳng ngờ dừng xem lại phần năng hay cầm antenna là kêu screenshot giờ cho vật miền sân và kêu tiền mùi mũi đầm bì mười nẹt châu rú và cầm áo đấy kêu screenshot sân là cũng ai chân cho nè bà học quân dừng chọc phần năng bà xâm ra cho học quân trang hay dừng sai chụp nha mong bùng phân lắm bà mong bùng phân chụp nha tiệt lắm bà hay là cửa nâng tùm lệnh liên phi bà học quân trang bà học quân xuống xa bài cho học nha.